Xuân Lan mến chào quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube Xuân Lan TV. Ngày hôm nay là chủ nhật ngày 4 tháng 8 2024 tại chùa Vũ An Tự diễn ra hoạt động là trao quà tặng dành cho các em nhỏ, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghèo cận nghèo trên địa bàn thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thì giờ đây trước khi diễn ra buổi lễ thì bà con cô bác và các em nhỏ đã tập trung tại chùa Bửu An Tự, thị trấn Mỹ An. Khi bước vào bên trái là cái quầy thuốc nam. Bên trái là quầy thuốc nam, tất cả các vị thuốc trong đó thì bà con cô bác có thể đến đây và ghé vào. Thì trong thời gian chờ đợi buổi lễ diễn ra thì các em học sinh và các em học sinh và con cô bác tụ họp trước buổi lễ của chùa Vũ An Tự. Nhìn lên nè con. Công sức của các cái nhà tài trợ trong thời gian qua được sự chia sẻ đặc biệt của các nhà tài trợ cũng như được sự giới thiệu của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền. Hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2024 là ngày 1 tháng 7 năm Giáp Thìn thì nhà tài trợ đoàn từ thiện An Nhiên thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mỹ An cùng với chính quyền địa phương tổ chức để mà trao 600 phần quà của nhà tài trợ đặc biệt cho thị trấn Mỹ An và cao hơn. Đó là lý do của quỹ trao quà hôm nay. Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Thank you.
truyền hình của huyện cũng đến để mà đưa tin cho cái buổi trao quà hôm nay, đề nghị chúng ta quan hệ. Và với 100 học sinh tiểu học ở các trường tiểu học trong địa bàn thị trấn Nha, hôm nay các em cũng có dịp tham dự đây để nhận cái món quà được thiên nhất và cũng là nguồn động viên khích lệ cho các em cố gắng để mà sau này để thành tài, để tiếp tục cho tổ quốc, cho gia đình, cho bản thân các em, để ngày chúng ta cũng nhiệt liệt quan hệ chung. Kính thưa toàn thể quý vị, thì với tấm lòng nhân ái sâu sắc của những nhà tài trợ, đặc biệt là đối đoàn từ thiện An Nhiên cũng có quan tâm đến những cái vùng xa, vùng sâu còn khó khăn về kinh tế xã hội từ thành phố Hồ Chí Minh về đến huyện Tháp 10 để trao tặng quà cho những học sinh có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong mùa hè mà trong mùa học sắp đến. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là cô Thu Hằng, trưởng đoàn của đoàn từ thiện An Nhiên lên có đôi lời phát biểu trong buổi. Kính thưa quý anh chị đại diện cho chính quyền địa phương tỉnh Đồng Tháp, kính thưa quý anh chị đại diện cho mặt trận tổ quốc Việt Nam, chúng quý em, kính thưa đại diện của đại biểu An Tử, hôm nay ngày 4 tháng 8, đại diện của đại biểu thành phố Hồ Chí Minh là đại diện của đại diện chưa đợi chút và cho các em học sinh qua chỗ
mà đồng thời thể hiện tự nhiên quận thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương để và hỗ trợ và cho quan tâm chia sẻ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các học sinh để có tích chữ thêm cho các em đến trường. Thì thay mặt địa phương xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng quý báu của đơn vị nhà tài trợ. Thời gian tới thì địa phương cũng mong muốn các nhà hảo tâm mạnh vui vì là đồng thực hiện nhiên quận thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục quan tâm chia sẻ hỗ trợ địa phương trong thời gian tới nữa. Thì cuối cùng xin kính chúc toàn thể quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Phần quà cho các học sinh lớp 1 trân trọng kính mời.
bây giờ có phiếu lấy phiếu lại đi nha. Đi. Mời anh Lưu Trần Úc với mời cô Thu Hằng. Hướng dẫn lệ cây, mấy đứa nhỏ nó không biết đâu. Mời hai nhà tài trợ với anh Út đứng lên chụp tấm hình lưu niệm với các em học sinh. Nè mấy em đứng đây chỉnh nào nào đấy mấy học sinh lớp bọn nào đứng yên lại. Đề nghị chúng ta vỗ tay quan hình đi toàn thể quý vị ơi. Mời mấy em lớp 1 về chỗ ngồi. Tiếp theo là mời tất cả các học sinh lớp 2. Em học sinh lớp 2 lên đây lên cửa đây nè. Thấy phụ huynh với thầy cô giáo và đại diện cho các trường để toàn thể các em học sinh lên đây. Cũng như anh này vậy. Lớp 3 lên. Lớp 3. Em nào là học sinh lớp 2 á? Lớp 2. Khẩn trương lên. Các em ngồi đứng theo hàng này thứ tự đâu, tập trung ghi hình cho nó đẹp. Trao phần quà cho các em học sinh lớp 2 này, mời nhà tài trợ và anh Lê Hoàng Phú, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Mỹ An lên trao phần quà này cho các em học sinh. Trân trọng kính mời Phú cùng với hai nhà tài trợ với Phú. Mời tất cả các em học sinh lớp 3 lên trên này. Mời
các em học sinh lớp 3. Mời tất cả các em sinh lớp 5 lên phía bên này để nhận quà của nhà tài trợ.